Chào mừng quý bà con đã quay lại kênh Anh Tài Xế Kim Tiểu Long nha. Thì tiếp tục ngày hôm nay nhờ sự ủng hộ của bà con. Ngày hôm qua thì quay lên cũng có tầm khoảng 1.700 người xem á mọi người. Thì hôm nay Hoàng sẽ tiếp tục đọc bình luận cho bà con mình nghe nữa nha. Quay này là nói về cái clip mà anh Long quay 3 ngày trước nha mọi người. Anh đang ngồi trên xe hát ca cổ đó. Cái clip này thì với tiêu đề là Kim Tiểu Long bữa nay không biết đường về nhà luôn. Anh đang ngồi trên xe mọi người. Đăng 3 ngày trước rồi nha. Thì bây giờ Hoàng sẽ đọc bình luận từ trên xuống dưới cho bà con mình nghe nha. Clip này thì có 48 bình luận nha bà con. Nghe mùi ghê không? Nghe mùi. Mấy ảnh anh Kim Tiểu Long hôm nay thì đang dẫn Đệ Phước đi ăn. Đang đi ăn nha. Thì Hoàng sẽ đọc từ trên xuống dưới cho bà con mình nghe nha. Đầu tiên là người cô đơn là 35 nè. Giờ này ở Việt Nam đang nắng cho thấy lửa luôn mà nghe anh ca giọng cổ làm em đổ hết cả mồ hôi rồi đây. Rồi cười nha. Người yêu cô đơn 35 nè. Tiếp theo là của Trần Thị Thiên Hương 136. Chúc hai cha con nhiều niềm vui, sức khỏe an nhiên và thả tim nha. Đó. Thì đa số cũng là những lời chúc tụng cho hai cha con Kim Tiểu Long nha mọi người. Thì tiếp theo là của Trần Thị Tuyết nha. Chúc em và con trai nhiều sức khỏe luôn, hát hay như em, để có tiền lo cho cơm Đệ Phước và Kim Tiểu Ly nữa. Thì vẫn nhớ tới Kim Tiểu Ly nha mọi người. Của Trần Thị Tuyết nha. Tiếp theo tài khoản có tên là Gai Mai 3251. Chắc là cô cũng lớn tuổi nha. Cô bình luận là cô thấy thương Kim Tiểu Long quá, mốt kiếm mà một kiếm mà hai quê ở Việt Nam thì nhớ con ở Mỹ, còn ở Mỹ thì nhớ con ở Việt Nam phải không? Con cố lên con nhé. Đó là bình luận của cô Mai nha. Của cô Mai nha mọi người. Tiếp theo là của Nguyễn Thế Anh nè. Nguyễn Anh 3272 bình luận là Đại Phước từ hôm qua, từ hôm có ba về là nhìn sáng sủa hơn. Tiếp theo là của tác giả Vương Thoại Hồng. Của chị Vương Thoại Hồng nha. Chị bình luận là biết chọn bài hát ghê. Rồi tiếp theo nữa là bà của chị của Hằng Hà 4938. Chị bình luận là hôm nay Kim Tiểu Long gặp anh chị em vui rồi. Thì cái clip này thì anh Kim Tiểu Long gặp cả nhà rất là vui nha. Bình thường thì ảnh đọc cô cầu bại mọi người, một người một ngựa. Có thêm Kim Địa Phước hôm nay là có khá nhiều anh em đông nha. Rồi tiếp theo là của người yêu cô đơn 35 lại nhắn tin thêm một tin nữa nè. Tới lúc mấy em lên cỡ tuổi như anh em mình thì có mấy em cũng không ăn nữa đâu, nên bây giờ mấy em thích ăn gì thì cứ để ăn, thì để mấy em ăn khí thế đi anh. Tức là nãy anh Long có nói là bé Phước muốn ăn gì thì để cho bé ăn đó nha, không có ép nha mọi người. Đó thì chị người yêu cô đơn cũng bình luận giống như vậy luôn. Tới tuổi mình thì cũng không có muốn ăn nữa. Vậy đó. Rồi tiếp theo là của Ánh Ngọc. Em chúc hai ba con đi chơi vui vẻ, ăn ngon miệng, ngày càng đắt xô và hát xuất sắc hơn. Cũng là lời chúc tụng nha mọi người. Tiếp theo là của chị Hạt ở Hưng Yên nè. Kim Tiểu Long ơi, hết bệnh chưa, nhớ giữ sức khỏe nhé em.
đó là sự quan tâm của chị Hạt ở Hưng Yên nha. Tiếp theo thì có một tài khoản bình luận là rất mong anh nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân đứng chung trên sân khấu diễn lại nhiều trích đoạn cũng như nhiều vở cải lương nữa, thả tim. Thì đây là cũng đều là điều rất là nhiều khán giả mong muốn hai nghệ sĩ này đứng chung sân khấu với mọi người. Rất là nhiều khán giả cũng mong hai nghệ sĩ này hát chung lại nha. Rồi tiếp theo của một tài khoản không có đầu, không có biết tên, là bình luận là hết bệnh chưa Kim Tiểu Long giữ sức khỏe nha, chúc cha con chơi vui vẻ. Đó là chúc tụng của tài khoản đây nha. Tại nhiều có nhiều tài khoản không có hiện tên nên mọi người chưa có sửa tên á, giống như là một tài khoản mình tạo tự nhiên thôi. Tiếp theo là của tài khoản của chị Lan Sử. Chị Lan Sử có bình luận là chào anh Rồng Nhỏ Kim Tiểu Long, chúc Rồng Nhỏ và bé Kim Đại Phước nhiều sức khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc, an lạc. Rồng Nhỏ hát hay, đẹp trai và thả tim nha. Chị Lan Sử thì cũng là một fan rất là cuồng nhiệt tin tất cả các trang, các trang của anh em quay anh Kim Tiểu Long, thì chị sẽ vô bình luận nha. Tiếp theo cũng của chị Hương Trần, Trần Hương cũng là một fan ruột của anh Kim Tiểu Long nha. Chị có bình luận là chúc hai cho con ăn ngon miệng luôn, vui tươi, bình an, thật nhiều sức khỏe và thả tim. Đó. Tiếp theo là của Linh Châu 1399 có bình luận là anh Long ơi, sao nghe anh ca ngọt ngào quá, làm em nhớ Thiên Kim với anh Long đi mua đồ quá. Em chúc anh Long dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống nhé và thả tim nha. Thì chị Linh Châu này có bình luận như vậy. Tiếp theo là Thanh Tư thả tim nè. Tiếp theo nữa là Như Ý 691 có bình luận là hai ba con Kim Tiểu Long làm gì mà bình luận gì đọc không có rõ nha mọi người. Tiếp theo là của Thị Văn, Văn Thị Lâm Kiều 8328 bình luận là không muốn rời màn hình đâu ba Long ơi, xem mà cứ sợ hết clip không à, à mà gặp bố Lê Bá Chư nữa, gặp bố Lê Bá Chư nữa coi mà không muốn rời màn hình, sợ là hết clip mọi người. Đó là lời bình luận của chị nha. Tiếp theo là của cô Tịnh Phương, mến chúc hai cho con Kim Tiểu Long, Đại Phước nhìn Đại Phước ăn mà thấy thương ghê vậy đó và thả tim nha. Đó là cô Phương, cô Tịnh Phương nha. Tiếp theo là của tài khoản tên là Sonmy 2076 cả hai cha con Kim Tiểu Long và đó, đang cả gia đình đang vô nhà, có fan của Thích Minh Tuệ luôn mọi người, vô tình gặp fan luôn Minh Tuệ luôn mọi người. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ đọc qua bình luận của Thúy Nguyễn nghe Long ca mà sao thấy buồn quá nè, nhập tâm nên buồn mọi người. Tiếp theo là của Văn Thị Lâm Kiều 8328 nha. Chị có bình luận là chị có xem clip đó, ba Long đốt pháo đầu dây bên kia nổ mà đầu bên này ổng sợ cứ đốt hụt hoài, bên Mỹ hay quá đốt dây pháo dài vậy mà xe hơi đậu đầy ở đó luôn. Tiếp theo là của chị Ngân Nguyễn nha. Chị có bình luận là em chào anh Long, chú anh vui vẻ và con trai Kim Đại Phước hạnh phúc thì vào thả tim. Rồi tiếp theo là của Giveo Ngọc Trần, chúc Long hội tụ bạn bè vui vẻ và ăn ngon miệng nè. Tiếp theo là của Thị Văn Thị Lâm Kiều nữa nha. Giống ba Long mà thích ăn ở ngoài, ba Long còn ở đây chứ, cứ chở em đi ăn nhiều, sao không cho em ngồi phía trước để nhìn thấy mặt em vậy, muốn nhìn thấy mặt Kim Đại Phước bên người. Tiếp theo là những tài khoản thả tim nha.
Rồi, như ý. Ý bình luận gì? Thiên kim vốn ca sĩ kim tiểu hả? Bình luận không có dấu nên đọc không có rõ nghĩa được mọi người ơi. Tiếp theo là tài khoản không có rõ tên, có bình luận là chúc hai cha con một ngày vui vẻ và thả tim nha. Rồi tiếp theo nữa là tài khoản Nguyễn Thị Ngô. À, sao Long không tập cho bé ăn cơm cho quen, nó mất gì Việt Nam bé cũng phải ăn cơm nè. Đó là lời góp ý của chị nha. Tiếp theo là người cô đơn. Có một câu nói rất là vui của chị là làm gì mà không biết đường về nhà, nghe nghe dữ quá vậy, rồi cười nha. Rồi tiếp theo là Trần Thư thả tim thả like nè. Rồi tiếp theo là Võ Thị Lâm Kiều. À, vậy cho khi nào gặp Chế Phong, Tina Ngọc Lan, Trầm Hương Nguyễn vậy Ba Long ơi. Rồi, cái này là câu hỏi của chị dành cho anh Long nha. Tiếp theo là Tài Tô thả tim như ý. Như ý bình luận là không muốn coi nữa nha. Rồi tiếp theo là Người Yêu Cô Đơn, bình luận là tình hình cái đông rượu này là anh Đông chuẩn bị dẹp lép luôn rồi đây, rồi cười nha. Rồi tiếp theo là của Nguyễn Thị Ngô cho anh Long chạy xe hát vui vẻ quá nè thả tim. Rồi rồi bạn Người Yêu Cô Đơn cũng bình luận nữa là chưa lên mâm mà đã ăn kiểu này rồi, tới lúc lên mâm làm sao không nổi nữa hả anh. Chắc là thấy anh Long ăn giọng của mọi người. Có một tài khoản bình luận sao không thấy vợ anh đâu hết, anh Long thì cái này cũng không biết nữa nha mọi người. Tiếp theo là Văn Văn Trần, thì Văn Trần có thả tim nha. Nhiều người hỏi vợ anh Trần nhỏ nha. Có tài khoản nói là fan red của McDonald's đâu ngon bằng sari rai của Jack in the box đâu, bữa nào thì tôi làm ơn thử xem. Ở đây giới thiệu sari red của Jack in the box nha. Rồi có tài khoản hỏi là con trai 17 tuổi đâu anh Long hả? Cái này thì không biết luôn nha. Tài khoản cuối cùng là Xuân My bình luận là thả tim đó. Hiện tại mà mọi người đã tổng thể 48 bình luận của tất cả anh chị em cô chú ông bà bình luận đây đó. Thì clip này thì hiện tại thì thấy cả gia đình đang chuẩn bị đồ ăn và lên ăn rất là vui nha mọi người đó. Có thầy, có fan của thầy Thích Minh Tuệ ở đây luôn nha. Rất là vui nha mọi người. Và vui nha. Thì cảm ơn anh chị cô chú gần xa đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của Hoàng nha. Thì mỗi ngày Hoàng sẽ đọc một cái clip, đọc bình luận một clip cho mọi người xem, cho những cô chú anh chị mà không có đọc được bình luận hay là muốn nghe Hoàng đọc bình luận như vậy á, thì lên những cái clip của Hoàng để nghe nha mọi người, khỏi phải đọc nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc sức khỏe bình an, vạn sự tốt lành nha. Hiện tại bây giờ cũng tối rồi, mình xin kết thúc clip ở đây. Chúc bà con ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.